Bây giờ chúng ta cùng khám phá sự trở lại của Lightfall Avalanche tập 7 những kẻ xâm nhập nha các bạn. Nội dung của kể về đẩy bị đẩy sang thế giới khác sau khi không thể đăng xuất khỏi game Russian. Giờ đây Suzuki Satoru Hajin đang dùng sức cho kế hoạch loan truyền danh tiếng của Ruth Hajin Orient Gold. Trong lúc đó, một đoàn của kẻ làm hơi đầy tham vọng dám xâm nhập một khu di tích bí hiểm mà họ không hề hay biết, chính là Đại Lăng Mộ Nagarit, nơi có chúa tể là Acid. Liệu họ có thể sống sót trở về sau cuộc giáp mặt với cư dân Nagarit không? Bất ngờ nhất là việc họ xâm nhập Đại Lăng Mộ vốn dĩ do sự sắp đặt của gì. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá qua cái phần quà của Light Novel tập này phiên bản giới hạn nha các bạn. Đây chúng ta sẽ có được một cái poster lụa khổ A1 khá lớn nha, có tem của Katagawa nha các bạn. Đây là cái dây móc để móc vào. Còn đây chúng ta sẽ có các hành mà nối lại, chúng ta sẽ có hành treo ha. Hiện tại mình không treo nên mình sẽ không làm nha các bạn. Đây chúng ta sẽ có một cái khổ rất là lớn, khổ A1 nha. Hiện tại nó bị gấp nên bị nhăn, nhưng các bạn có thể lấy bằng ủi lại hoặc các bạn có thể giặt luôn các bạn. Giặt luôn là sẽ phẳng ra nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ gấp poster để tại lại sang một bên nha. Poster bằng vải khá là xịn nha các bạn. Giờ rất là đã tay, ấm tay luôn. Mà các bạn có thể làm luôn cái mền mình ngủ được luôn các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành coi siêu phiên bản giới hạn của Overlord tập 7 nha. Bên trong sẽ có gì, chúng ta sẽ được tặng kèm một cái kẹt được phủ nha các bạn, phủ một cái lớp hologram khá là ngoan bánh nha các bạn. Bên trong ta sẽ có một bìa rời, bìa không được cán bóng nha các bạn, bìa không được cán bóng gì hết, nhưng mà một bìa bình thường thôi, một màu đen huyền bí nha. Bên trong ta sẽ có thêm này, chúng ta sẽ khám phá bên trong ta sẽ có thêm một cái gọi là poster gặp ba các bạn, bản phụ màu gặp ba luôn nè. Ta sẽ có này các bạn, phụ màu gặp ba nha. Mình thì không thích cái các kiểu hình vò mà không muốn bạn gặp ba này các bạn, giống như video lần trước mình có nói rồi. Bên trong nó sẽ có những cấp nếu gấp thì để lâu ngày sẽ bị rách nha các bạn. Mình thì không thích cái kiểu này như thế nào. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá bên trong. Đây là bộ Light Novel nên toàn bộ là truyện chữ nha. Chúng ta sẽ có thêm một số trang tranh minh họa nữa, một số hình ảnh minh họa rồi. Rồi mình mời các bạn cùng chiêm ngưỡng qua tập 7 của Light Novel Overlord. Các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ và ủng hộ kênh giúp mình. Xin chào và hẹn các bạn trong những video lần sau.